Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm món bí đao hầm gà heo. Đây giờ heo mình nó đã đông xong. Rồi. Bí đao thì rất tốt cho sức khỏe nha các bạn. Tối nay mình sẽ làm cái món này để cho các bạn thưởng thức xem có được không. Giò heo. Giò heo này lát nữa mình sẽ đi rửa. Bây giờ mình sẽ bỏ bí đao thôi. Công việc rất đơn giản. Bí đao thì dễ trồng. Ra chợ là có bí đao thôi. Chị ở kia một tí. Bí đao rất nhiều công dụng các bạn. Nó tốt với việc mà chữa bệnh xơ cứng động mạch nè. Động mạch vành tim nè, tăng huyết áp nè. Viêm thận nè, ung nhọt lại phù thủng. Các bác sĩ khuyến cáo là nên ăn nhiều loại rau này và nó có nhiều cách để chế biến, ngồi nấu canh ra, hầm với giò heo, với thịt bò, nấu với tôm. Bí đao còn có tác dụng là mát ruột, lợi tiểu, giải độc, giảm béo. Chị em phụ nữ vẫn hay uống nước bí đao các bạn, ép bí đao mát. Những ngày nóng bức thì mình uống nè, ép bỏ đường cũng được mà không bỏ đường cũng được, dễ uống hơn tất cả các loại. Xong rồi, rất đơn giản. Bây giờ mình sẽ đây một bữa ăn cho hai người. Bây giờ mình sẽ đi rửa ướp thịt. Sẵn tiện mình làm luôn món đậu bắp luộc nha các bạn, ăn kèm vô cho bữa cơm nó ngon hơn. Đậu bắp thì có nhiều chất nhờn tốt, cũng tốt cho sức khỏe, ăn rau xanh tốt. Để mua đậu bắp cho chất lượng thì các bạn biết rồi, đây các bạn thử này, đây cái này nó hơi già, các bạn bẻ đây để thử. Đúng rồi. Nó cái ví trường hợp này là các bạn sẽ đây trường hợp này, đây mình sẽ thử cho các bạn biết là cái đậu bắp nó non hay nó già. Đây. Đây là đậu bắp nó non. Các bạn mua là các bạn chú ý vô đây. Chân bẻ này, đầu này nè. Đó. Là nó non. Còn cái nào mà nó dai quá thì nó gọi là già rồi. Ăn không được ngon cho lắm. Tối nay mình sẽ làm món canh bí đao nấu giò heo, đậu bắp luộc, chấm mắm, xì dầu hoặc là chao, ăn cũng ngon. Đây, bây giờ mình sẽ xắt nó ra các bạn nha. Đi ra. Xắt. Mình sẽ không xắt nhỏ như nó canh thường mà mình sẽ xắt theo khúc từng khúc. Để hầm với xương cho nó tương xứng. Nó hơi mịn mờ không các bạn? Cầm kính có vấn đề. Ừ.
Sài Gòn mấy nay nóng quá bạn, không biết có chuẩn bị bão tố gì không mà nóng quá. Nên là tôi đang quyết định nấu món này để ăn. Đây, sẵn. Đây giò heo các bạn. Để tôi gấp cho các bạn coi giò heo. Giò heo thì mình cũng sắt. Đây, nó hơi tối thôi. Khúc luôn. Đây là chỉ một nửa cái giò các bạn. Này, hai người ăn là này dư rồi. Có những món phụ nữa. Kệ, ăn không hết để dành cho khác ăn. Đây các bạn. Giò heo này bây giờ mình sẽ ướp gia vị cho nó. Các gia vị rất là quen thuộc các bạn. Không có gì cao siêu hết. Mắm thôi. Vừa đủ mắm. Mắm này là mắm Bình Thuận. Bột ngọt. Chút bột ngọt. Chút tiêu. Xíu đường nữa thôi. Xíu đường. Nhìn trong thì đậm đà này, còn trong Sài Gòn này thì món gì cũng ngọt. Cái vị nó ngọt. Nếu bạn mới vô Sài Gòn thì cũng cái vị nó cũng hơi khó ăn. Nhiều người còn ăn vô là không quen, chóng mặt. Chứ hôm đó là chủ bỏ bột ngọt quá nhiều, hoặc là lý do sức khỏe. Mình sẽ đập mấy củ nén nữa các bạn, cho nó thơm thơm thịt. Mình đảo nó lên. Mình sẽ ướp cho nó thấm thấm một tí. Cho các bạn coi để biết nó như thế nào. Đây. Trong thời gian chờ đợi thịt nó thấm thì mình được bắt trước các bạn. Sau rồi. Thêm một tí muối cho nó tươi. Nó bắp nó cũng nhanh chín, mình để chín luôn thôi là nó mềm rục luôn, chín rục luôn. Thịt nha, giờ mình sẽ rim rim nó cho nó thấm. Thực đơn của tối nay các bạn. Hay lắm. Thank you.
thấm là được các bạn. Thịt bây giờ nó chuyển màu, nó thấm rồi đó. Mình sẽ đợi xíu nữa cho riu riu xíu nữa cho nó thăng lại. Sau đó mình đổ nước vô, nước vô cho nó chín thịt. Sau đó thì mình bỏ bí đao vô là vừa. Xong, có món canh. Cơ bản là thấm rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ đổ nước sôi vô. Nước sôi vô cũng được, nước lạnh cũng được. Sôi cho nó mau sôi. Hai người thì chỉ cần khoảng 2 tô là đủ. Giờ mình cái việc này là để giờ cho thịt nó chín. Chín xong mình mới bỏ bí đao vô. Bỏ bí đao vô được rồi các bạn ơi. Thôi vài phút nữa là bí đao nó chín là mình vớt ra, phút ra ăn thôi. Chín rồi các bạn, thêm hành lá, nhặt xong.